Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay sau nhà mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng camera siêu nhỏ. Hotline 0395 838 345. Như trên màn hình các bạn thấy đây là một dòng camera ngụy trang cúc áo, camera S200. Thì bây giờ với những cái nhu cầu mà sử dụng đến dòng camera dầu kín hoặc camera ngụy trang ngày càng nhiều, để giám sát cũng như là theo dõi, quay lại bằng chứng, chứng cứ, theo dõi một ai đó, thì các bạn có thể theo dõi và đăng ký kênh của mình để có thể cập nhật thêm nhiều mẫu camera ngụy trang siêu kín bên mình. Bên mình thì có rất nhiều mẫu camera ngụy trang khác nhau để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của các bạn, hoặc là bạn nào đang có muốn độ chế và những cái thiết bị điện tử hoặc là đồ gia dụng trong gia đình thì cũng có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ cho các bạn nha. Nhà mình thì đang có chương trình ưu đãi cực kỳ là hời, là khi các bạn ấn đăng ký kênh của nhà mình thì sẽ được tặng kèm cho các bạn một chiếc thẻ nhớ cho cam đó, tặng kèm một chiếc thẻ nhớ cho cam để các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu. Khi các bạn nhận hàng về là nhà mình đã lắp đặt sẵn chiếc thẻ nhớ đó vào đây cho các bạn rồi này, và chỗ khay đựng thẻ nhớ cho các bạn, để các bạn nhận hàng về tay là các bạn chỉ việc mở và sử dụng thôi đó, và các bạn được free ship khi ở xa nữa, quá là hời cho các bạn luôn. Và mắt cam của con cúc áo này sẽ được đổ vào chính giữa này, đổ vào chính giữa đây đó, đổ vào chính giữa. Khi mua con camera cúc áo này ấy, thì các bạn sẽ được tặng kèm đó chính là một chiếc túi cúc áo này, một chiếc túi cúc áo này đó. Tiếp theo là một cục sạc dự phòng sơ cua đó, một cục sạc dự phòng sơ cua, và tiếp theo là một cái dây sạc đấy. Thì con này của nhà mình ấy thì dùng để lưu trữ bằng chứng này, bảo quản được tài sản cá nhân thì cực kỳ là hợp lý. Thông thường thì những cái tệp khách nhà mình dùng cái em này để mang ra ngoài quay lại bằng chứng hoặc là những cái cuộc giao dịch thì cực kỳ là nhiều. Góc quay của em này sẽ là 150 độ, hình ảnh thì full 4K, có chức năng kết nối từ xa, có chức năng cảnh báo chuyển động, có ghi hình chuyển động, thu âm hình tiếng, lưu trữ thì toàn bộ trong thẻ nhớ và kết nối được trên điện thoại đó. Thì ấy, ai mà có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm camera siêu nhỏ hoặc camera ngụy trang cúc áo của nhà mình thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ trực tiếp và chi tiết hơn cho các bạn nha. Đó, giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và test sản phẩm cho các bạn. Em này thì các bạn để ý này, ở bên sườn này thì nó sẽ có một cái nút on off này. Đấy, các bạn bật lên cho mình. Bật lên. Các bạn bật lên thì các bạn sẽ nhìn thấy ở cái khay này nó sẽ có hiện đèn báo màu đỏ đây. Đó. Khi nó hiện đèn báo màu đỏ này là nó đã tự động quay rồi đấy. Cứ bật lên là nó sẽ tự động quay và lưu. Đó. Đèn báo màu đỏ này thì các bạn cứ yên tâm là các bạn có thể tắt bật tùy ý. Đó, tắt bật trong app tùy ý nha. Đó, ở đây sẽ là cái một nút reset. Khi mà các bạn kết nối sai hoặc là như thế nào đó thì các bạn sẽ dùng một cái que nhỏ, các bạn chọc vào đây cho mình, ấn reset này. Đấy. Ấn reset rồi, bật lên thì các bạn xong rồi, các bạn sẽ lấy cho mình cái chiếc điện thoại của mình này. Của mình này. Đấy, chiếc điện thoại cảm ứng của mình này. Các bạn bấm cho mình. Các bạn ấn vào App Store hoặc là CH Play tùy vào cái dòng điện thoại mà các bạn sử dụng. iPhone thì vào App Store, còn Samsung, Vivo, Oppo thì các bạn vào CH Play cho mình. Đó. chờ mình một tí. Đấy, nó đang vào đây. khi mà vào đến đây thì các bạn ấn vào phần tìm kiếm cho mình. Ấn tìm kiếm app có tên là Lookcam. 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 Các bạn ấn tìm kiếm cho mình. Và khi các bạn ấn tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra một cái ứng dụng có màu xanh nước biển này, có màu xanh nước biển có chữ Lookcam. Các bạn ấn tải về cho mình. Ở đây là mình đã tải về rồi. Và sau khi các bạn ấn tải về hoàn tất này, các bạn ấn tải về xong thì các bạn ấn thoát ra cho mình. Ấn vào phần cài đặt của điện thoại. Cài đặt của điện thoại nha. Rồi các bạn ấn vào phần Wi-Fi. Wi-Fi hoặc là mạng gì đó. Thì khi các bạn ấn vào phần Wi-Fi này thì các bạn sẽ thì cái tín hiệu Wi-Fi phát ra, mặc định của nó sẽ là một chữ cái đầu tiên in hoa, tiếp theo là một dãy chữ số và một dãy chữ cái. Một dãy chữ số và một dãy chữ cái. Các bạn kết nối với cái tín hiệu này cho mình. Cái tín hiệu này thì không có mật khẩu để cho các bạn có thể kết nối được dễ dàng. Đó, ai cũng có thể kết nối. Nhưng khi máy chủ đã kết nối rồi thì cái tín hiệu Wi-Fi này nó sẽ không phát ra nữa. Đó, nên là các bạn sẽ cứ yên tâm là sẽ không ai có thể nhìn thấy cái tín hiệu Wi-Fi này của các bạn. Không ai có thể kết nối vào cái tín hiệu Wi-Fi này nha. Đó.
Rồi, khi kết nối xong rồi thì các bạn thoát ra cho mình, các bạn vào ứng dụng Lucan là các bạn đã có thể xem được trực tiếp. Đó, cực kỳ là dễ. Ai cũng có thể sử dụng, già trẻ lớn bé thì ai cũng có thể dùng. Đấy. Khi các bạn vào app thì các bạn sẽ thấy chữ tip này, các bạn cứ ấn cancel cho mình. Cancel cho mình. Đó. Và nó sẽ hiện chữ device online màu xanh này. Các bạn ấn vào chữ này cho mình. Rồi ấn cancel. Đó, và xem trực tiếp. Cực kỳ là dễ dàng. Đây. Con này thì của nhà mình thì cực kỳ nét này. Ở trên đây nó sẽ hiện rõ tình trạng pin. Đấy, tình trạng pin của cái con cúc áo này nha. Ở đây đã vành màu đỏ rồi này. Đó. Và ở trên góc này sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm cho các bạn, để các bạn có tiện lấy làm bằng chứng cứ. Đó. Đầy đủ ngày giờ tháng năm. Ngày giờ tháng năm thì chuẩn xác luôn. Đó. Này. Mình sẽ test em này này. Hình ảnh em này thì khỏi bàn này. Nếu các bạn đặt ấy, các bạn cảm thấy là nó mà bị ngược hình ảnh thì các bạn có thể tùy chỉnh vào những cái chức năng ở dưới đây. Đây, hai cái chức năng này sẽ là tùy chỉnh hình ảnh nó về đúng cái góc quay mà các bạn mong muốn. Nó cực kỳ là dễ làm. Đấy. Con này thì của mình đang để cái chế độ độ phân giải cũng như là chất lượng hình ảnh là 1080. Bạn nào mà muốn xem tận rõ ràng hơn thì các bạn có thể ấn vào đây cho mình. Nó sẽ có 4K, 2K, 1080 cho các bạn để các bạn có thể lựa chọn. Đó, cực kỳ là dễ dàng. Đấy. Em này của nhà mình ấy, đối với cái dòng cam cúc áo, dòng cam siêu nhỏ thì 1080 như thế này đã quá là nét rồi. Đó. Quá là mượt luôn. Đấy, các bạn đi này, các bạn đi đứng thoải mái. Và con này của nhà mình ấy thì có thể zoom được nha. Đây mình sẽ zoom cho các bạn thấy này. Đây nha, mình sẽ zoom này. Zoom này. Đó, zoom thì cực kỳ là xa. Đó, zoom soi. Nhà mình sẽ mình sẽ test chữ cho các bạn. Mình sẽ ấn vào lại ứng dụng nha. Mình lỡ tay thoát ra. Thì đây mình sẽ vào lại ứng dụng này. Ấn vào kèm đó. Thì đây mình sẽ test chữ cho các bạn này. Đấy, mình đã chuẩn bị một tờ giấy hướng dẫn này. Mình sẽ soi vào đây. Đấy, soi vào đây. Đấy, chữ thì cực kỳ. Khi các bạn nhìn ở trong máy của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rõ hơn. Và khi các bạn đã nhìn qua một cái màn ảnh này rồi ấy, thì nó sẽ hơi mờ một tí. Đó, các bạn cứ lấy về các bạn test thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đó. Đây, test số đây. Soi kỹ luôn này. Zoom này. Đấy, zoom. Cực kỳ là to. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thì ở những cái thanh công cụ ở dưới đây nó sẽ có chức năng như là nghe này. Alo. Camera cúc áo. Đó. Khi các bạn nghe từ xa, các bạn kết nối từ xa thì âm thanh của nó sẽ to và rõ ràng hơn. Còn khi các bạn đặt hai cái thiết bị này gần nhau thì nó sẽ gây nên là xung đột âm thanh. Đó, nó sẽ gây nên là xung đột âm thanh. Còn khi các bạn kết nối từ xa thì nó to và rõ ràng hơn, hình ảnh sắc nét hơn. Đó. Thì ở đây sẽ là một cái nút ghi âm này. Chụp ảnh, quay phim. Đó, ở dưới đây sẽ có những cái thanh công cụ như thế này thôi. Đó. Ở đây là cái con cam của mình đã hết pin, đó nó sẽ báo màu đỏ như thế này. Đó. Còn bạn nào mà muốn kết nối từ xa, các bạn muốn xem từ xa thì các bạn phải đặt cho mình đủ hai điều kiện. Đó là xung quanh cái cam này phải có wifi. Đó. Khi xung quanh cam này có wifi thì các bạn ấn vào phần bánh răng cài đặt này cho mình. Ấn vào phần device setting, ấn vào phần wifi setting. Đó. Ấn vào phần wifi setting thì nó sẽ hiện ra cái wifi xung quanh của cái cam này. Các bạn chọn wifi của mình, các bạn ấn nhập mật khẩu, các bạn ấn ok. Và cái thứ hai là khi các bạn đi xa, máy của các bạn cũng phải có wifi 3G, 4G. Phải có wifi 3G, 4G thì các bạn đã có thể xem từ xa, các bạn xem từ xa được. Đó. Thì ở đây sẽ có một cái phần gọi là SD card setting. Đó, tức là ở trong đây nó sẽ có cái phần là auto record và online record. Auto record sẽ là quay trực tiếp 24/24. Đó, phần alarm record này sẽ là quay ghi hình chuyển động, tức là sẽ có những cái gì mà chạy qua cam hoặc là di chuyển qua cam này nó sẽ tự động quay. Đó. Thì các bạn có thể tùy chỉnh ở trong hai cái này thì nó sẽ có phù hợp hơn với những cái mà để yên như kiểu là camera đuôi đèn hoặc là những cái camera ổ điện đấy, những cái camera mà để ở trong nhà. Đó. Thì ở dưới đây cũng sẽ có phần là video duration này, tức là thời lượng của video lưu ấy. Đó, ví dụ là bây giờ nó đang đặt cái mặc định sẽ là 5 phút
5 phút một video, tức là cứ quay được 5 phút thì nó sẽ lưu một cái video. Đó. Hết hết một video thì nó lại quay tiếp 5 phút. Đó, cứ như thế như thế. Ở đây nó sẽ có 3 phút, 5 phút, 10 phút, 30 phút tùy các bạn lựa chọn, tùy theo nhu cầu của các bạn. Đó. Thì ở đây. Đấy, nó chỉ có như thế thôi. Và tiếp theo các bạn nào ấy mà muốn xem lại những cái hình ảnh này, hình ảnh mình đã chụp này, hoặc là những cái video mình đã lưu này, đấy, quay lưu ở trong thẻ nhớ, thì các bạn có thể ấn vào đây. Đây là những cái hình ảnh mà các bạn đã chụp nha. Đấy, những cái hình ảnh mà các bạn đã chụp. Còn đây sẽ là những cái, các bạn ấn vào cloud và chạy SD đây, SD file. Và SD file đây, ấn vào SD file ở đây thì sẽ hiện ra toàn bộ cái file lưu trữ, toàn bộ cái file lưu trữ ở đây cho các bạn, thì các bạn có thể xem lại nó. Còn đây sẽ là những cái hình ảnh mà các bạn đã quay lại, chụp lại ở trong cái app đấy, hiểu không? Tức là ở đây nó sẽ lưu trữ toàn bộ. Còn và trong cái photo này ấy, là khi mà các bạn vào cái chỗ device này này, đó, ấn vào cái device này thì là các bạn quay ở đây thì nó sẽ hiện ở đấy. Đó. Thì đây, thì trên đây cũng là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn sử dụng đến cái dòng camera siêu nhỏ này. Đó. Mà các bạn nào mà có quan tâm, có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang cúc áo này của nhà mình, thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395 38 345 để mình có thể hỗ, để mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Đó. Các bạn mà nào ấy mà về mà không biết sử dụng này, hoặc là sản phẩm có tình trạng như thế nào, thì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp cho shop, thì shop sẽ giải quyết mọi cái vấn đề của các bạn. Đó. Các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Zalo cho mình, đó là mình sẽ giải quyết tất cả. Đó. Và nhà mình thì đang, và sản phẩm của nhà mình thì có bảo hành 1 năm lốt 1 đổi 1 và miễn phí ship cho các bạn khi các bạn ở xa. Các bạn nào mà các bạn có thể đến trực tiếp hoặc là đặt mua online, khi các bạn đặt mua online thì các bạn sẽ không phải mất một đồng phí nào cả đối với những hàng có sẵn. Đấy, không, đối với những hàng mà các bạn đặt theo yêu cầu thì các bạn phải cọc cho mình. Đó. Và các bạn có thể đồng kiểu với shipper này, nhận hàng, thử hàng, test hàng chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì mới thanh toán. Trong cái trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả, không đúng như cái video quảng cáo này, thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Hàng bên mình ấy thì có bao test, bao ship cho các bạn luôn. Thì video của nhà mình thì đến đây thôi. Bạn nào mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình, và nhớ đăng ký kênh của mình để có thể nhận được những cái ưu đãi cực kỳ là hời cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể tham khảo các mẫu khác trên kênh của mình. Giờ thì mình xin chào tất cả các bạn. Đó, hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.